Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, bên em về rất là nhiều dòng loa full bass 25 thuộc thương hiệu là QHA. Mã là NP4010 ạ. QHA đây ạ, dòng made in China. Thuộc dòng NP4010. Vâng, thì bên em về cũng khá là nhiều. Các bác nào muốn sở hữu một đôi loa full bass 25 gồm một bass 25, một chép kèn thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh nhé. Vâng, thì bên em sẽ giới thiệu chi tiết về một cái đôi loa QHA Bass 25 này cho các bác cùng chiêm ngưỡng cái chất nhạc và cái độ thất và hình dáng. Vâng, chúng ta cùng chờ xem ạ. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay bên em sẽ chia sẻ đến các bác cái dòng loa full Bass 25, một dòng rất là nổi tiếng ở thị trường châu Âu và đặc biệt là thị trường nội địa Trung Quốc. Vâng, đó là dòng loa full QHA Bass 25. Vâng, để nói cái dòng loa QHA thì thị trường Việt Nam thì mới được biết tới cái dòng QHA này, nhưng ở nội địa Trung Quốc và hàng xuất châu Âu thì nó nổi tiếng đã cũng khá là lâu rồi ạ. Vâng, chúng ta có thể truy cập vào trang web qhaaudio.com, thì trên đó tất cả những cái thông tin địa chỉ là được đặt tại Trung Quốc. Vâng, thì hôm nay bên em nhập về cũng khá là nhiều và bên em lấy ra một đôi đây để bên em giới thiệu đến các bác ở miền Tổ quốc. Vâng, em cũng nói với các bác đây là hàng China nội địa chuẩn luôn ạ. Vâng, đây là hai cái vỏ hộp mà bên em một đôi bên em lấy ra, và một vỏ hộp bên em đã lấy ra rồi ạ, và một vỏ hộp bên em vẫn còn để niêm phong để quay rút ngắn thời gian để các bác trải nghiệm một cách nhanh nhất và trung thực nhất. Vâng, thì đây là một đôi đây ạ, một đôi thương hiệu QHA. Vâng, đây hàng vẫn còn niêm phong các bác nhé, hàng vẫn còn niêm phong đấy ạ. Vâng, đây là những cái tem của nhà máy, những cái băng dính của nhà máy vẫn còn chưa được mở ra. Và một cái thì bên em đã mở ra rồi ạ, cái bên em đã mở sẵn ra để bên em đây, và em nó đã ở đây rồi ạ, và bên em cũng tháo ốc sẵn ra rồi ạ. Tí nữa bên em sẽ giới thiệu chi tiết đến các bác cái phía nội thất phía bên trong. Vâng, đi kèm đây ạ. Vâng, hai cái chốt chặn đầu cũng khá là dày đấy ạ. Và bên trong đây có một cái phiếu của công ty đấy ạ, đây là phiếu toàn tính tàu đấy ạ. Đây là hàng nội địa Trung Quốc chuẩn luôn, để đảm bảo cho các bác đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc. Vâng, thì đây là đây ạ, made in China đấy ạ. Vâng, thì cái tên của nó là NP4010. Đây là dòng bass 25 và dòng loa hai đường tiếng, của một bass 25 và một chép kèn. Và chúng ta có thể test cái mã code anh các bác nhé. Đây, CD của nó NP4010. Vâng, thì đây là hình dáng đấy ạ. Vâng, thì đây là cái hình dáng cái căng thép bên ngoài đấy ạ. Rất là dày các bác nhé. QHA Protection. Và đặc biệt bên cái này nó có một cái lưới bảo vệ chống bụi phía bên trong. Chúng ta dùng lâu ngày, chúng ta để một chỗ thì bụi rất là nhiều. Vì thế mà nhà sản xuất có cho thêm một cái màng lưới phía bên trong bảo vệ chống bụi. Và đặc biệt là cái màng lưới này nó rất hay, nó có những cái đường khe phía bên trong để cho cái âm thanh lan tỏa rất là rộng đấy. Đặc biệt cái lưới này nó rất đặc biệt, ở Việt Nam chưa có cái dòng nào mà có được cái lưới này đâu ạ.
Em nhắc lại như đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc, đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn. Vâng, thì đây là cái mặt bát mà bên em đã mở ốc vít sẵn ra rồi ạ. Đây một bát 25 này và một chiếc kèn. Đấy. Và sau đây em sẽ đầu tiên là cái mặt bát này thì các bác nhìn đi ạ. Nhìn nó rất là mềm. Đây là cái gân các sự gân này được làm bằng vải đầm dầu để cho cái độ dẻo dai bền bỉ rất là tốt. Rất là mềm, cái gân vải đầm dầu này rất là mềm này. Em bấm này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, rất là mềm nhá. Để cho cái chất âm cực kỳ là cái bát, tiếng bát rất là sâu và đặc biệt là cái dải chung rất là sáng. Chép thì rất là bén và mịn. Đấy, đây là cái thùng gỗ thì làm cực kỳ là cứng cáp. Gỗ rất là dày. Đây là toàn bộ là gỗ ép cao cấp đấy ạ. Vâng, em sẽ bên trong đây ạ. Vâng, đây là bên trong đây. Vâng, toàn bộ đây là tiếng tàu đấy ạ. Tiếng Trung Quốc. Phần tiếng Trung Quốc đây ạ. 12 tháng 6 năm 2019. Đây hàng mới luôn ạ. Mới xuất xưởng. Vậy mở. Đấy. Ngày 12 tháng 6 năm 2019. Và các bác quan sát cái phía bên trong đây ạ. Vâng, đây là cái nhện này ạ. Rất là mềm các bác nhé. Nhện này mềm lắm ạ. Nhún nhảy tách 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 ạ. Đây ạ. Nhện rất mềm. Cái này đặc biệt cho chất âm rất là tuyệt vời. Vâng, tí nữa bên em sẽ test cho các bác. Đây là từ đấy ạ. Khóa từ rất là to. Khóa từ rất to. Vâng, về cái từ thì khá là to quá ạ. Nó vào 16 đấy ạ. Từ 16. Từ 16. Và đặc biệt cái này là côn 65 các bác nhé. Côn 65 rất là to. Đấy, từ 16. Và đây là các cái thông số. Đây các từ 16 các bác nhé. Và đây là cái tem của nhà máy đấy ạ. Vâng, đây có cả trang web này. www.qhaaudio.com. Đây ạ. Quay rõ tí. Vâng, LF Driver Progression Style QHA. Vâng, chúng ta có thể check được mã code các bác nhé. Cái này tất cả những cái thông tin của cái dòng loa QHA ở trên trang web đều có đầy đủ ạ. Vâng, các bác có thể kiểm tra thông tin. Đấy là cái là hàng chuẩn mà các bác không phải lo, không phải băn khoăn vấn đề là hàng giả, hàng nhái. Vâng, các bác nhìn rất là khôn, không như các dòng trôi nổi trên thị trường. Nhìn nó rất là dạng. Đấy. Khung xương rất là cứng cáp. Hàng này đấy em, các bác là 12 tháng 6 năm 2019. Vâng, hàng rất là mới. Bên em mới nhập về đấy ạ. Để giới thiệu đến các bác. Vâng, dây tín hiệu bằng đồng. Cho độ nhận tín hiệu rất là cao. Và đặc biệt là cái QC2 bát này là khi mà những cái bát này được đưa vào phòng kỹ thuật test, bên cái phòng kỹ thuật test rất là khắt khe và ngặt nghèo, đảm bảo đạt chất lượng, thì bắt đầu là bên phòng kỹ thuật bắt đầu mới được dán cái tem QC2 bát này. Đây là hàng rất là đảm bảo. Còn đây là những cái thông tin chúng ta cần nắm được. Sau đây em sẽ quay cái chép. Đây chép kèn đấy ạ. Toàn bộ chép kèn. Đây HF driver này. Tất cả những thông số của trang web rất là đảm bảo các bác nhé. Và có cả các bác có thể check được mã code. Check được mã code trên điện thoại để ra được cái trang web này. Và các bác xem tất cả những thông số và những thông tin về cái đôi loa QHA mà giờ nó thuộc dòng bát 25. Vâng, có một điều hay nữa là cái
chép kèn này được làm một cái giá đỡ phía bên trong. Đây là một cái giá đỡ phía bên trong. Rất nhiều cái dòng loa mà không có cái giá đỡ này vận chuyển đi xa, cái chép kèn này rất là dài này, rất dễ bị gãy cổ từ về phía đằng sau. Đây là cái mà cái nhà máy QHA đã thiết kế ra một cái giá đỡ phía bên trong này, chúng ta có thể vận chuyển đi xa rất là đảm bảo, tránh gãy gập cái chép kèn. Đấy, các bác yên tâm là vận chuyển đi xa các bác nhé. Và sau đây em sẽ quay vào cái phân tần để giới thiệu đến các bác. Vâng, đây là phía bên trong cái phân tần đấy ạ. Vâng, bông kia âm rất là dày. Bông kia âm đấy ạ, rất là dày các bác nhé. Là phủ lên cái phân tần phía sau. Đây ạ, giờ em mở cái bông kia âm ra để chúng ta có thể nhìn được cái phân tần phía bên trong. Vâng, phân tần đấy ạ, vâng, gồm một cuộn cản đấy ạ. Cuộn cản rất là to và để cho cái tiếng bát rất là sâu. Đây là cái phần mà dùng cho cái bát để lọc được những cái chất âm, những cái tiếng rất là sạch. Và gồm hai tụ nữa, gồm hai tụ gọi là PB MKPFC, đó là 10 MF, hai tụ luôn ạ. Và phía dưới là 68 MF, đây 68 MF ạ. Và gồm hai điện trở đấy ạ, gồm hai con trở là 30W mà 10 ohm, 30W là 10 ohm ạ. Và phần chép thì nó được sử dụng một cuộn cản đấy ạ, cuộn cản cũng khá là dày dặn to, và gồm hai tụ ạ. Và một con trở để xử lý cho cái giải âm cao, để xử lý cho giải âm cao. Đặc biệt là cái dòng này chép nó rất là mịn và bén, nó không bị chói như các cái dòng mà cái phân tần nó làm nó không đúng ấy. Sợ nhất là những hàng gióng ở Việt Nam, vì người ta có những con cuộn cảm nào người ta nắp, người ta không có máy đo, vì thế mà chúng ta nghe được những cái tiếng âm rất là chói. Đây là hàng đảm bảo, hàng của nhà máy, thì các bác yên tâm là nhất bát nó đánh rất là lực sâu, và đặc biệt là cái giải chép nó rất là bén và tơi, nghe ra cái giải một bài hát nó rất là sang tiếng. Vâng, đây là cái phần dành cho bát đấy ạ, dành cho bát. Bên này dành cho chép hai đấy ạ. Vâng, dùng cho cái mạch về cái dòng loa hai đường tiếng, cái phân tần nó khá là đơn giản, nó không phức tạp như cái dòng loa nhiều đường tiếng, nhưng cơ bản là cái hiệu quả nó đem lại cực kỳ là cao. Và đặc biệt cái dòng này cũng có thể các bác những cái không gian phòng 30m2, các bác cũng có thể mua làm cái đôi loa chính nghe những cái bài nhạc dốc, hay là những bài nhạc UG, hay là những bài nhạc trữ tình cũng rất là hợp lý. Vâng, đấy là những gia đình mà chưa có những đôi loa nào thì chúng ta có thể làm đôi loa chính đang nghe kết nối với lại đẩy, hoặc là một đôi âm ly, một cái âm ly thì cũng có thể nghe rất là hay rồi ạ. Vâng, còn những gia đình nào mà có điều kiện chưa những đôi loa bass 30, bass 40 loa full, hoặc là bass 50 loa full, thì chúng ta cũng có thể mua những đôi loa QHA này về bass 25 về làm cái loa trợ lời rất là tốt. Đặc biệt cái dòng này nó hỗ trợ giải trung rất tốt. Đấy ạ, thì đây là tất cả những cái ưu điểm của cái dòng loa QHA mã là NP4010, gồm một bát 25 và một chép kèn mang lại. Vâng, các bác yên tâm đi. Vâng, cái dòng loa này nó trên thị trường Việt Nam thì rất mới, nhưng để nói trên thị trường châu Âu và thị trường nội địa Trung Quốc thì nó khá là thành công. Và chúng ta có thể truy cập trang web rất là đầy đủ thông tin từng những đôi loa, những con đẩy về cái dòng thương hiệu QHA này là đầy đủ nhất. Rồi, sau đây em xin phép được mang vào trong phòng kỹ thuật test, chúng ta cùng nghe, cùng trải nghiệm bởi chất nhạc của đôi loa QHA Bass 25 mã là NP4010. Rồi, chúng ta cùng chờ một chút nhé, rồi sau đây bên em bắt đầu sẽ set up ạ. Vâng, đây là cái diện mạo đấy ạ. Vâng, diện mạo của đôi loa full QHA mã là NP4010, bát gồm một bát 25 và một chiếc kèn, rất là đẹp các bác nhé.
và đây là phía đằng sau của cái La Full 325 QHA. Mã là nó đây là cái dòng La Full NP4000, nó thuộc dòng 4000. Và mã sản phẩm nó là NP4010. Đây là dòng bát 25 và gồm một bát 25 và một chép kèn. Về cái dòng NP cái mã 4000 này thì có thêm 3 mã nữa. Gồm NP4012, 4015 và 4025. Đây là những dòng loa bát 30, 40, 50. Vâng, thì cái đôi loa này là em giới thiệu cho các bác là nó thuộc mã là NP4010 Made in China đấy ạ. Và có hai cổng jack Neutrik. Các bác yên tâm nhé, đây là hàng đảm bảo hàng chuẩn của công ty nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Và đặc biệt cái này nó được sơn tần màu đen rất là lì và khỏe. Đặc biệt là cái dòng sơn của nhà máy và dòng khác, cái dòng sơn chưa ở trên thị trường, dòng này nó sơn sần rất là mịn, sờ rất là mịn tay, nó không ráp như tờ giấy ráp của chúng ta đâu ạ. Rất là mịn, nhìn nó rất là thô thôi, nhưng các bác sờ vào các bác mới cảm nhận được ạ. Đó, rất là mịn các bác nhé. Đây là dòng NP4000 ạ. Bên đây là dòng gỗ cao cấp rất là chắc chắn. Và bây giờ sẽ test một đoạn nhạc karaoke để chúng ta cùng nghe với đôi loa QHA mã là NP4010 ạ. 1325 và một chiếc kèn. Anh sẽ vì em là thơ tình anh. Anh sẽ có mây kết tình lòng ta. Nào tới đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình đủ trời cao anh mưa niềm xa, khai mê đăng quang vũ trụ trong trời. Hoàng hồng về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quấn hương vừa ý, và lâu nay bám tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu nay tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh thương em vào bằng kiêng hãng. Căn như thiên thần, em ơi lâu nay tình ai đó sao trong trái tim cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn hướng đôi hồn hoài. Anh kết lầu hoa bằng cho mắt em sang lên tận, chuyện tình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa ghi vào tôi, thì lâu nay bóng đen tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Vâng, bên em cũng nghiệm một đoạn nhạc karaoke với đôi loa QHA, thương hiệu QHA rất là nổi tiếng của Trung Quốc và hiện nay trên thị trường Việt Nam mới được cập nhật. Còn đây là một dòng loa bát 25 gồm một bát 25 và một chiếc kèn. Còn mã là NP4010. Vâng, thì đây là cái loa full bát 25 mà bên em đã để mặt đáy căng và một bên bên em đã mở ra để chúng ta quan sát rõ ràng cái mặt bát phía bên trong đấy ạ. Vâng, cái đôi loa là 325 như thế này chúng ta có thể dùng được làm loa full để nghe nhạc bằng một đôi loa chính cũng được, và chúng ta cũng có thể làm một cái loa trợ lời khi mà chúng ta đã có đủ thiết bị. Đủ những đôi loa full bass 30, bass 40 thì chúng ta có thể dùng đôi loa full bass 25 này có thể làm loa trợ lời rất là hay, tiếng rất là sáng. Được cái này hỗ trợ giải chung rất tốt,
thiên về giải trung. Bát thì cũng khá là sâu. Còn chép kèn phía bên trên đây ạ. Còn thì bên em cũng giới thiệu rất là chi tiết cái nội thất và cái hình dáng cái dòng là QHA mã là LP4010 này. Vâng thì bên em cũng đang kết nối với lại một cái đẩy hai kênh QHA mã là KS450. Đây dòng đẩy hai kênh cũng khá là hợp túi tiền. Vâng dòng đẩy này là đẩy nghệ class H. Và một cái van cơ lai số Wigwood. Vâng mã là K10BL. Đây dòng cơ lai số rất là hay, tích hợp rất là nhiều tính năng. Đặc biệt là kết nối nhạc còn rất là đa dạng. Gồm kết nối USB, gồm kết nối cổng quang và kết nối bằng jack AV, rất là tiện lợi, phù hợp với công nghệ. Vâng thì bên em cũng giới thiệu khá là chi tiết. Vâng sau đây chúng ta cùng trải nghiệm một đoạn nhạc remix đi, để chúng ta trải nghiệm cái sức mạnh của đôi loa QHA mã là LP4010 tại Zika Audio. Các bạn đợi em xíu để em chuyển nhạc ạ. Vâng, mình test một đoạn nhạc remix để chúng ta cùng trải nghiệm cái chất bass của cái đô la Phone 325 QHA dòng sản xuất tại Trung Quốc. Bass xuống rất sâu đấy, đang rung đấy ạ. Vâng, cái vải thẩm dầu cho bát được sâu. Vâng, chúng ta về cái giải khép rất là bén và mịn, không bị chói. Và đặc biệt nghe nhạc rất là sống động các bác nhé. Vâng, nghe rất lôi cuốn và bản nhạc hay rất là nhiều. Rất là đã tài các bác nhé. Đây là dòng sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam. Các bác nào muốn sở hữu một đôi loa full QHA bass 25 gồm một bass 25 và một chép kèn thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio và bên em sẽ cập nhật tin tức để tư vấn cho các bác một cách nhanh nhất. Vâng, bên em hôm nay về cũng khá là nhiều, cũng mấy chục đôi ạ. Vâng, các bác nào sở hữu hãy nhanh tay nhé. Vâng, thì cũng cần lấy thời gian bên em quay video giới thiệu chi tiết về đôi loa QHA mã là LP4010 bass 25 của một bass 25 và một chiếc kèn rất là chi tiết. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Vâng, sau cùng cần lấy thời gian thì các bác cũng có thể đánh giá được đôi loa này nó chất hay không, nó đáng giá đồng tiền hay không. Vâng, cái đó các bác tự đánh giá được ạ. Vâng, sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.